Chào mừng các bạn đã quay trở lại trên kênh của Phương Lê. Đây là món cà tím bung hay còn gọi là cà om đậu phụ và thịt. Món cà tím om đậu phụ và thịt là một món ăn truyền thống của người Việt. Cà tím được om nhừ và mềm, đậu phụ và thịt thấm quệ nước cà béo ngậy, cộng hưởng vị thơm của rau tía tô và hành lá, tạo nên một món ăn ngon tuyệt. Trong video này, Phương sẽ chia sẻ các bạn thêm một cách om cà khác đi một chút. Chúng ta sẽ không sử dụng mắm tôm cho những người không thích ăn vị mắm tôm nhé. Cách om cà tím làm sao cho vừa ngon, nhìn lại đẹp mắt thì mời các bạn cùng vào bếp với Phương nhé. Trong phần nguyên liệu để chuẩn bị món cà om hôm nay thì Phương sử dụng khoảng 800g cà tím nha các bạn. Các bạn có thể mua cà tròn hoặc cà dài như thế này cũng được nha. Và ở đây thì Phương sẽ sử dụng một chút thịt ba chỉ này các bạn này. Thịt ba chỉ thì Phương sử dụng khoảng 3 lạng, 300g thịt ba chỉ nhé. Và 4 bìa đậu phụ, 3 quả cà chua, một chút hành khô và một chút nghệ tươi, cùng với hành lá, rau mùi, rau tía tô nha các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng thêm một chút ớt nếu như các bạn thích ăn thêm vị cay. Còn nếu như mà các bạn không thích ăn cay thì chúng ta có thể không dùng ớt cũng được nha. Bây giờ thì Phương sẽ sơ chế các phần nguyên liệu này. Phương sẽ cắt bỏ cái đầu cuống của cà tím đi nha các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước và chúng ta cho một chút muối hạt vào đây nha. Ở đây thì Phương sử dụng là muối tinh. Còn nếu như các bạn không có muối tinh thì chúng ta có thể sử dụng muối hạt cũng được. Các bạn thả vào. Và chúng ta khuấy tan ra. Rồi sau đó thì các bạn rửa sạch cà. Xong rồi chúng ta thái ra và ngâm vào chậu muối để cho cà không bị thâm ấy các bạn. Tới phần này thì các bạn lấy dao và bổ dọc quả cà ra làm đôi cho Phương nha. Rồi sau đó các bạn sắt những miếng cà vát chéo. Và chúng ta sắt cà dày khoảng 4cm. Các bạn nên nhớ là chúng ta phải thái dày một chút để khi mà chúng ta linh ấy thì cà sẽ không bị lát nha các bạn. Bây giờ thì Phương sẽ ngâm cà để đó và đi sơ chế phần thịt. Khi mà các bạn ngâm cà trong nước muối ấy, thì dù các bạn ngâm lâu một chút, cà thái ra như thế này cũng sẽ không bị thâm nha các bạn. Phần thịt ba chỉ thì ở đây Phương đã rửa sạch rồi nhé các bạn. Các bạn thái thịt giống như là các bạn thái thịt rang ấy, thì chúng ta thái mỏng một chút để khi mà chúng ta rang trái cạnh ấy nó sẽ nhanh hơn và chúng ta om chung với cà thì thịt cũng sẽ mềm và nhừ hơn nha các bạn. Ở đây thì Phương đã thái xong tô thịt rồi này. Và cái phần mà ướp gia vị ấy thì các bạn cần chuẩn bị cho Phương một chút nghệ tươi này. Bạn nào mà cẩn thận chúng ta không thích ăn nghệ ấy, cái vị ngâm ngâm đắng của nghệ thì các bạn có thể vắt lấy nước thôi nhé. Còn chúng ta bỏ bã nghệ đi. Với gia đình Phương thì Phương thích ăn nghệ cũng là chữa luôn bệnh dạ dày các bạn. Và ở đây thì Phương sẽ ướp vào là một thìa canh nước mắm nha. Tiếp theo là khoảng 1/2 thìa canh hạt lêm này. Tiếp theo là 1/2 thìa cà phê bột ngọt. Rồi các bạn trộn đều thịt cho thấm gia vị nha các bạn. Bây giờ thì Phương sẽ cho một chút dầu ăn vào chảo để chiên đậu lên này. Đậu thì các bạn cứ chiên vàng đều hai mặt lên là được. Phương sẽ sử dụng một cái chảo khác để rang trái cạnh thịt lên này. Các bạn nhớ rằng chúng ta ướp thịt và để khoảng 15 phút nha. Thì lúc này các bạn cần rang xào thịt qua để cho thịt thấm gia vị. Và chúng ta rang đến khi nào mà thịt trái cạnh vàng lên. Như vậy thì khi mà chúng ta om với đậu ấy, thịt ăn sẽ rất là thơm. Các bạn thấy không? Khi mà thịt chúng ta ướp chung với cả nghệ tươi ấy, thì cái màu thịt lên cũng rất là đẹp mắt này. Bây giờ Phương sẽ cho một chút hành tím vào để rang cùng với thịt lên nha. Các bạn cho sau như thế này thì hành nó sẽ không bị cháy. Chúng ta đảo lên một lúc tới khi nào mà các bạn thấy hành tím đã vàng lên
thì lúc đó các bạn có thể đổ thịt ra tô được rồi. Các bạn nhớ rằng các bạn phải sơ chế xong phần thịt và đậu phụ lên nha. Rồi lúc này thì các bạn mới vớt cà ra khỏi chậu muối này và chúng ta ướp một chút nghệ tươi vào nha. Tại sao chúng ta phải sơ chế xong các nguyên liệu kia thì chúng ta mới ướp? Tại vì nếu như mà các bạn vớt ra khỏi chậu muối ấy, mà chúng ta ướp gia vị, chúng ta để bên ngoài nâu thì cà sẽ bị thâm. Ở đây thì Phương sẽ cho khoảng một thìa canh muối, bột canh nhé. Và tiếp theo là một thìa đầy cà phê hạt lêm này các bạn. Các bạn cho tiếp một chút bột ngọt. Bây giờ các bạn trộn đều lên cho cà thấm gia vị nhé. Bây giờ thì các bạn cho một chút dầu ăn vào chảo, rồi các bạn cho một chút hành tím vào, chúng ta phi thơm, phi vàng hành tím lên nhé. Rồi sau đó các bạn bỏ hết phần cà tím vào trong chảo này. Các bạn đảo và xào lên trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 phút nhé. Đó, cà đã ngả sang màu hơi chín như này thì các bạn cho mình một tô nước đầy vào. Các bạn đổ xâm xấp mặt cà. Trong lúc chờ đợi thì Phương sẽ sơ chế phần rau gia vị để tạo thơm. Thì ở đây các bạn tía tô các bạn thái ra nhé. Các bạn thái to to một chút, chúng ta không cần thái quá nhỏ đâu. Cà chua các bạn cũng thái ra thành những múi cau này. Và cả hành lá nữa, hành lá rau mùi tàu các bạn sắt khúc khoảng 2 đến 3 phân. Tới phần này thì Phương sẽ chuẩn bị thêm một quả chanh. Ở đây thì Phương sẽ lấy nước cốt chanh để cho vào om chung với cà nhé. Các bạn có thể sử dụng giấm thay vì chanh cũng được. Cà om, đậu phụ và thịt ấy, khi mà các bạn cho thêm một chút chua chua vị của giấm hoặc là chanh, ăn thì sẽ rất là ngon. Các bạn nhớ là các bạn đừng bóp kiệt quá để tránh cái tinh dầu của vỏ chanh ra thì nước cốt chanh nó sẽ bị đắng nha các bạn. Lúc này thì nước đã sôi rồi và Phương sẽ cho luôn phần thịt rang cháy cạnh vào để chúng ta om chung. Khi mà cà mềm thì thịt cũng sẽ mềm nha các bạn. Các bạn vặn nửa nhỏ và chúng ta om thịt với cả cà trước trong khoảng 15 phút ở trên bếp nhé. Sau khi om thịt và cà trong thời gian khoảng 15 phút ở trên bếp với lửa nhỏ thì lúc này các bạn mới cho đậu phụ vào để om chung tiếp tục nha các bạn. Vì thịt ấy thì sẽ rất là lâu mềm nên các bạn cần phải om trước với cà cho thịt thịt chín kỹ hơn. Đó thì lúc này các bạn cứ đun lửa riu riu, chúng ta om thêm khoảng 20 phút nữa để cho cà và đậu cùng với cả thịt chín mềm và thấm hết các cái gia vị. Đó, lúc này thì cà đã chín nhừ rồi này các bạn. Khi mà các bạn gắp miếng cà lên này thì miếng cà đã rất là mềm, bở tơ như thế này là được nha các bạn nha. Tùy vào khẩu vị gia đình bạn thì các bạn có thể điều chỉnh nhá, làm sao gia vị cho phù hợp này. Ở đây thì Phương sẽ cho thêm khoảng nửa thìa canh nước mắm và một thìa cà phê đường trắng. Chúng ta cho đường vào cuối thì như vậy món cà om sẽ tạo được cái vị ngọt thanh. Tiếp theo là Phương sẽ cho khoảng 1/2 thìa canh nước cốt chanh. Bây giờ các bạn cho hết phần cà chua vào này và các bạn om khoảng 5 phút. Thêm với cả cà chua các bạn nhé. Để cho cà chua có thể chín mềm ra một chút này. Cà chua đã linh mềm và nhừ rồi thì lúc này các bạn cho hết phần lá tía tô, hành lá và rau mùi vào là được. Dùng đũa dàn đều ra để cho rau chín nha các bạn. Phương sẽ cho thêm một vài quả ớt tươi nho nhỏ trên mặt để trang trí này các bạn. Lúc này thì các bạn hoàn toàn có thể múc ra tô để thưởng thức rồi đấy. Như vậy là Phương đã chia sẻ xong các bạn cách làm món cà tím om với đậu phụ và thịt rồi nhé. Nếu như các bạn thấy video của Phương hay thì hãy cho Phương một like và bấm vào phần đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé.
Bây giờ Phương sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.